xin chào tất cả các bạn nha. Tôi đang có mặt tại đất Tứ Kỳ, Hải Dương, vùng đất quê hương của món dươi. Đây, và trên tay tôi có một hộp dươi đây. Chỗ này cũng khoảng 1 cân dươi. Đấy thì và cái mùa này thì không còn cái dươi tươi, dươi sống như là khoảng tháng 9, tháng 10 cơ. Đây là tháng 7 thì chưa có hộp dươi tươi đông lạnh, dươi đông lạnh. Món dươi này làm được rất nhiều món nhé. Nhưng món ví dụ như là món dươi rán này, món canh dươi này, dươi kho này, lẩu dươi hoặc là món mắm dươi. Vân vân còn một số món nữa mà người ta có thể chế tác được thành những 7 đến 8 hoặc 9 món cơ. Và sau đây tôi xin giới thiệu các bạn món canh dươi. Ok. Các bạn cùng tôi làm món canh dươi nhé. Hải Dương là một tỉnh có nhiều đặc sản, trong đó phải kể đến một loại đặc sản nổi tiếng, đó là dươi Tứ Kỳ. Một loài thủy sinh hiếm chỉ có tại một số con sông và vùng nước lợ. Từ lâu, các món ăn từ dươi đã được xem là thực phẩm cực ngon trong thời điểm cuối thu hàng năm tại Việt Nam. Chẳng hạn như chả dươi vỏ quýt, dươi kho nồi đất, dươi nướng lá lốt, canh dươi. Nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành món ăn, con dươi thực chất là con gì. Con dươi hay dân gian gọi ví von với một tên khác là rồng đất, là thực phẩm nguyên liệu chế biến ra khá nhiều món ăn. Từ con dươi ta có thể làm nhiều món ăn, món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn và giàu dinh dưỡng. Thực chất, các thông tin về dươi từ lâu đã được khoa học nghiên cứu và công bố. Dươi thuộc họ giun nhiều tơ. Môi trường sinh sống của dươi thường là ở các khu vực nước lợ hoặc các khu vực tiếp giáp giữa môi trường nước lợ và nước ngọt. Một số loài nhỏ khác thuộc họ dươi có thể sinh sống ở cả vùng môi trường biển. Ở Việt Nam, dươi có nhiều ở một số tỉnh địa phương đồng bằng vùng trũng, có diện tích đất ngập úng, có con nước thủy triều lên xuống của các con sông con lạch nhỏ, gần vùng nước lợ như một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng Kinh Môn, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương. Dươi xuất hiện khá dày đặc khi vào mùa. Dân gian có một số câu ca để nói về thời điểm dươi xuất hiện trong năm, ví dụ như tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5. Ý chỉ dươi nổi nhiều, tập trung nhiều nhất vào ngày 20 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 âm lịch mỗi năm. Hoặc câu tháng 9 ăn dươi, tháng 10 ăn nhộng. Và bao giờ cho đến tháng 10, bát cơm thì trắng, bát dươi thì đầy. Đều ngấm ngầm nhắc nhở mọi người về thời gian chín mùi để thu hoạch và chế biến các món ăn từ dươi. Ok, nguyên liệu chuẩn bị cho món canh dươi thì bao gồm ngoài dươi là chính này, thì gồm những phụ kiện là món rau lá lốt, món rang cưa, lá cây gừng. Đấy, củ gừng thì chúng ta thái nhỏ, ban đầu chúng ta thái nhỏ ra, thái dăm ra. Và sau khi dươi tan đông thì chúng ta sẽ cho vào, ta sẽ nánh nhỏ nhuyễn lại với nhau. Đấy, vì ở đây tôi đã đánh nhỏ, tôi cho vào bát và đánh nhỏ nhỏ với nhau rồi. Đây vẫn còn hình con dươi. Đây là con hình con dươi này. Đấy. Hình con dươi các bạn nhé. Đấy. Thái cả thịt bao gồm này, thịt ba chỉ này. Thái nhỏ ra, băm nhỏ ra xong cùng với lá lốt này. Đây là đấy. Thái nhỏ ra bao gồm là lá lốt này, lá gừng này. Lá mùi tàu ấy, răng cưa đấy, đánh nhỏ trộn với nhau để tạo ra nguyên liệu ban đầu như thế. Rồi, ngon lắm các bạn. Ok, và cái gia vị ấy, trộn với dươi ban đầu này, thì ngoài những cái rau tôi vừa nêu trên thì cũng chẳng phải cho những gia vị như là bao gồm là bột nêm này, mì chính, rồi còn hạt tiêu. Đấy, hạt tiêu bắc ấy. Và chúng ta có thể thái thêm nhỏ thêm một ít là khế chua. Đấy, cho vào thì ăn sẽ cái lúc cái dươi này sẽ đậm đà hơn, chứ không chúng ta cho gia vị và cái lúc nấu canh, cái lúc đang có nước rồi thì nó sẽ không ngấm vào dươi đâu, thì ăn nó chỉ ngon phần nước thôi, còn phần cái thì sẽ không ngon. Và chúng ta cũng không thể thiếu được cái gia vị, một cái món đi cùng nữa là cho trứng vào trong cái món nhân dươi này. Đấy, chúng ta sẽ trộn trứng vào thì sau đấy nó sẽ kết hợp, nó sẽ nó quánh hơn. Chúng ta sẽ cho vào nước dươi, nước để nấu dươi.
Rồi ok, sau khi đánh thì tôi phải đánh thêm vì nay nhà tôi có việc cũng dỗ nên là phải đổ hết cái bát này và đây để đánh thêm cái lượng dươi thì nhà đông người mà tôi đánh được một lưng cái nơi vượt nồi cơm điện này rồi. Sau khi đã để nó ngấm rồi 10-15 phút ngấm gia vị tất cả vào trong con dươi rồi. Đấy. Chúng ta sẽ có chuẩn bị một nồi nước. À, ok, ngoài đó thì chúng ta cũng nấu canh dươi mà chúng ta có món măng đi cùng. Món măng chua thái dăm. Đây các bạn có thể quan sát này. Măng chua thái dăm này. Đấy, và để bên ngoài. Và chúng ta sẽ đun một nồi nước xương thì cả rất là ngon. Hoặc chúng ta có thể tiện dụng lấy nước canh xương luộc gà được, xương luộc gà và luộc thịt. Đấy, cũng gọi món nước xương. Thì chúng ta chuẩn bị cái nồi nước sôi này và sẽ múc cái dươi này và cho vào. Đấy. Dươi rồi, bây giờ chúng ta sẽ múc. Này. Đấy, nồi nước xương sôi ra đây. Và chúng ta sẽ múc dưa này mà cho vào xương này. Ta sẽ nhúng từ từ. Nó dưa tách dần dần chín chín rồi tách dần dần khỏi muôi ra. Đấy, thả ra. Ok. Cứ thế thì ta sẽ múc tiếp. Cho vào đây. Đấy, ta đợi nó co lại để tách được nguôi ra khỏi. Đấy. Ok. Các bạn chú ý cho cái món măng này, thì cho vào thì bây giờ đợi cái từ để tôi xem cái nồi này. Nghĩa là đợi sau khi cái quả dươi này, cái nắm dươi này nó sẽ nổi lên này. Giờ nó chín thì nó sẽ nổi lên này. Từng vầng một này. Đấy, nổi từng đấy tôi múc muôi rồi đấy. Nó nổi lên đây. Thì chúng ta ninh thì đun càng lâu càng tốt. Càng lâu dươi nó chín thì ăn còn mềm và ngon. Nước sẽ ngọt. Cứ để sôi dịch mà sẽ nó nổi hết lên. Nổi hết lên thì nó hơi. Tôi đu thêm một lúc nữa. Xong sẽ cho măng vào sau. Đây. Phải cho măng vào rồi nhé. Cho măng vào rồi. Giờ ninh cùng với cái nắm dươi này. Quả dươi này. Nổi hết rồi các bạn để nhìn được quan sát này. Dươi nổi phành phành hết lên luôn. Đấy, ấn xuống nó lại nổi lên như là phao. Lúc này gần như là đã đạt yêu cầu rồi. Chúng ta thì có thể nếm cái nước gia vị làm sao cho nó vừa với khẩu vị chúng ta thôi. Đấy, dưới này là dẹp rồi này. Chúng ta đã múc ra bát và thưởng thức thôi. Ok. Đậy vào, cứ đun thêm càng lâu càng tốt. Đây là đó, sản phẩm cuối cùng rồi. Đấy nhá, cho măng ninh nhừ này. Măng ninh nhừ cùng với nhân dươi này, quả dươi. Đây trong nồi nhá. Rồi chúng ta cùng thưởng thức nhá. Mời các bạn ăn cùng tôi nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên này mà, hôm nay bên này. Tuyệt vời. Các bạn hãy đến Tứ Kỳ mà cười nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút đăng ký subscribe màu đỏ bên phải dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.